một ký quê. Đâu có thật đâu. Hôm bữa 78 ký giờ còn 77 sục ký. Đúng 77 luôn, đau chi Nhung lên căn hưởng. Sợ nó 55 ký. Đau chi Nhung lên hưởng 60 chứ 55. Nhung lên đi. Mẹ đi cho Nhung. Ai chịu một chữ con ghép ra. Thấy vô nó 55 ký. 54 rưỡi. Ủa gì? 54. Ờ 54 rưỡi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái cây này nằm ở đây vậy chứ. Ôi mình quá. 54 rưỡi. Thôi chị Nhung ra gái ăn thêm mấy tô cơm đi cho nó lên 55 luôn. Không giờ cái ăn tô nó lên luôn á. Cầm những cái camera này quay đẹp thiệt chứ. Nè thấy không? Bữa quét hoài luôn á mà bị đóng cửa kính lên chảnh nó giữ ra hèm mà. Giờ bên lên chảnh đi coi đóng cửa lót mà giả này kia kính nhưng mà nó vẫn vô bụi vẫn vô được không hiểu luôn. Không nhưng mà kiểu như hôm nay mình ngủ mình quét hết. Thì quét đâu lại, có cây lau nhà để chỉnh sẵn mà. Chổi có chỉnh luôn. Khùng như mày. Tới bụng nội với mấy bi ghê chàng. À. Dạ. Ê gái ơi. Trời. Bé cho cá mày làm cho gì ăn đi. Làm rồi đó. Đúng rồi. Tao mở nó không có văng á Minh. Mở lớn nó văng dữ lắm. Mở nhà bà đó nó cao quá. Cái nó văng cái bà Sáu ơi. Nhà bà lớn quá văng. Cao quá nước nó văng. Mở cái miệng mở nhỏ không có văng cho mở tới giờ luôn. Nãy mới nhớ vào phòng chửi con Xuân đi nằm ngủ chứ. Giống như quê đi vợ, giống như quê đi vợ. Không, mẹ gái con. Nãy vô phòng á, Quy nằm, Quy ra Quy đứng á, Quy tưởng là chị hai. Quy định lại á, Quy nhìn trôi á, Quy mặt mà vui hết hồn.
con làm sạch tới. Con làm cá nè, đang video phải không? Đúng rồi. Ướp cá, làm cá. Quay đi mốt bắt chiếc thì còn làm. Sạch sẽ, mát mẻ, gọn gàng. Không thấy mặt tao hả Tấn? Mày quay tới gì đâu không hả Tấn? Tụi quay hay thấy đồ ăn nè. Ừ, mày phải thấy mặt mắt sao chứ. Tấn thở để đâu Tấn? Tối gì? Hành này chị Nhung ơi, không có tỏi. Ăn được không? Không có. Thôi chồng ơi. Nuôi tầm muỗng rồi. Sẵn gì không? Sẵn gì con nghiêng nghiêng sạc đó. Sẵn gì luôn. Lấy muỗng bự. Hứng cái chén, hứng cái chén rồi. Ê Minh chị đây chị Bây giờ mất, hồi đó không biết sao, còn bỏ 2 triệu, đã có khó rồi. Bây giờ là không có.
chạy thấp ngang má à. Đứa chạy thôi, rồi thấp ngang. Ok. Đứa thấp ngang tết, đứa này làm thấp ngang cởi đi. Nghĩ là đứa bữa nay. Nè, bên là cơ cô. Ok. Đổ chạy thôi. Ba chạy, đổ chạy. Mày cứ dùng tự làm, tự đốt. Tự đốt đó. Xíu nó uống miếng nước tăng. Tính nhà có tỏi, có hành cũng đứng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không chừng nào tôi rảnh mới đăng lên mở coi. Chứ bây giờ cái đăng lên liền không không được. Đúng rồi, nó làm gì đúng á. Đúng rồi, mình luộc nó bị bấy á. Ở đây làm đúng á. Đúng rồi, để cho mình luộc theo ý mình. Này Nhung lại làm, này Nhung lại coi, này Nhung. Ở giữa vậy nè. Nhung, em còn cắp cái đó ha. Xin tiêu. Không. thôi đã để dành pin tivi phai quái gì đây quái gì đây quái à. Ông Minh này chứ đâu hút dục tùm lum hết chứ gì nữa. Còn nhìn cái điếu hút màu trắng đấy của Minh hút nè, đúng không? Dùng nước bơi lụm xong chị buông mất. Tấn gì cậu mượn kiến thôi, tấn thì được con tấn. Mà vậy nó có chịu không? Không sao đâu. Nghĩ là mình cứ ngủ được coi.
Giờ thì cậu ra ngoài cậu hỏi bịch muối đâu tứ. Nè.
cũ trong phòng á. Nãy làm cũng tưởng xu, Quy cũng tưởng xu luôn, đi vô cái ngó tưởng chị hai không. Bá bớt ổn, bình thường chứ đâu có nấu đồ ăn đâu, sao gì cái gì mà họ tưởng cơ. Cái đóng giải thì được, cái đóng giải thì được á, nhẹ rồi dễ luôn ta. Rồi, còn gì nữa không? Bột ngọt không? Đau lên nó thiếu một hồi. Tự nhiên ba hủ tiếu thiếu hai nước lèo qua bên. Mình ăn với Dung ăn chứ đâu, nhớ muốn ăn hủ tiếu không? Nãy mới bảo nó ăn luôn, ăn luôn, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Nhưng mà tại vì sao vậy? Chá, nó thiếu một bọc với anh Minh, một bọc nữa là đưa lên. Thiếu hai nước hồi nãy ta đem 4 bịch hủ tiếu 4 lít lèo mà. Trời ơi, không biết, nói chung là ai cũng ăn đủ hết trời. Hồi nãy là đem về là dư một bịch đây nè, là do thiếu 1 bịch nước lèo. Thì vậy anh Minh lấy 1 bịch nước lèo ăn, mà không ăn hủ tiếu thì nó dư thêm 2 bịch đúng rồi. Bên này đủ, đặc nghĩa là nó quên bịch nước lèo. Nó quên bịch nước lèo của một bịch này nữa. À, coi như hủ tiếu đủ mà nước lèo quên. Đúng rồi. Mẹ nó quên nước lèo, phiếu thích cô ta. Chỉ là nãy giờ á. Đó, cái rồi nó có nhãn hiệu đàng hoàng hết. Nó được có thôi. Thôi không chịu đâu. Hồi đó ông mua khô á, cũng mua mấy ký khô á, gì bả nó không ăn đâu. Không cho không. Cái mặt nhỏ quá, cái đứa quy nhỏ rồi, có nhiều khi nó chèn mà. Bác không có phải không ăn. Không. Đã quen. Sao nó tới mỗi lần mở mùi, mỗi ấy, mỗi ngày mình xài, mình tiết kiệm được, không biết. Có hai người làm nha, nếu mà chỉ có một người làm, người ở nhà là quầy dốt á, là mình không có để dành tiền. Hai người làm á, một người chi trả tất cả toàn bộ, còn một người ở nhà bạn để dành. Nếu một người làm gì đó, hai người vậy đó mà tất cả tiền này tiền kia ông nội ông ngoại tất cả mình nói tất cả hết á, tháng tiền này gửi cho bạn là mình phải có số tiền đó để bao bọc tất cả mọi thứ đó. Ở nhà mình rồi đó. Mình kiếm đâu kiếm mà đó là kiếm gì vui cái đó là mình đó, mình cần cỡ lo tất cả mọi thứ. Hai vợ chồng mình kiếm hơn 2.500 đô là gì? Còn nếu kiếm 2.500 là dốt. Còn nếu hai đứa mình mở nhà giống kiểu này là coi như mỗi tháng mình không cái tiền đó mình phải chi rồi. Được đến vậy á, xã hội mình bao nhiêu mình chi trả hàng tháng bao nhiêu mình tính nó ra, rồi mình làm được bao nhiêu tiền mình tính nó ra. Ví dụ như con làm 8 triệu cái con nói tính ra cái này cái kia nọ tháng con chi 5-6 triệu còn đó là con đã dành được chút tiền cái gì vậy đó, mình tính nó ra. Còn mình mà bị thất nghiệp cái này kia mình lo tắt thì tính kiếm gì thôi cứ để đi mà hỏi chúng con Quy có gì không. Nếu mình cứ ngồi nhà rồi vô chơi game tháng kia tới năm nọ rồi xong chơi. Vô game này tính chơi thôi ta nắm hả. Vô chơi vô tính chơi để lâu quá thấy không chơi. Cứ qua chơi thì còn bữa khéo mà có. Để tao chơi được không nha. Chơi được á. Nhưng mình bằng tháng 5 triệu mà hai đứa con mình đủ rồi. Đang mà không đủ sống luôn. Năm giờ có khéo đi anh nhà. Nó lấy chừng còn khéo. Có không? Chắc nó là không. Xé được rồi bà nội. Xé được rồi. Không đâu nha, đang nói cười kiểu nào. Thôi đi lấy gì cho đồng trao tay. Chừng thấm nó bạc rồi. Nếu mà gì cậu mình nói chậm nhưng mà không muốn cậu. Không cậu. Không cậu. Không cậu. Mình à, không ai bắt buộc đúng rồi, nhập cái
hết cái đầu bịt mũi. Lai mà lai nó mạnh lắm á. Mày về hả? Ôi mày đi. Về á, về luôn mày về. Nguyên này mà chung. Bây giờ nó chở vui về thôi chở chung. Ủa? Xu về hả? Xu về chứ. Xu nó về bận đi chơi với bạn trai. Đúng rồi. Về chơi bạn trai. Cho nó xin đi gửi đi. Thôi đỉnh nó. Về chơi. Thôi kệ, con nghĩa thôi đi về đi. Con buộc ta ở đây, cháu buộc ta ở đây. Kiến tính, tính, kiến là tính. Hả? Kiến đâu? Sao nãy cái tiếng Việt, bây giờ kiếm mấy? Ủa cái kiếng giống hoài à. Cái này không biết thôi nhỏ, sao tắt kia nè. Quy ông đi, đứng đi Quy, ông vô đi. Quy chị đi bộ về. Nói cái này được không vô nha. Cái này cho Quy đi bộ về. Thử đèn mà cái nhỏ là Hãy subscribe.
nguyên mò té nha con nha. Dạ. Thank you.